Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cần sức lực đến từ hãng Yato Ba Lan. Như mọi người thấy trên màn hình thì phía bên này là cần sức lực thể inch 1/2 inch, ở giữa là cần sức lực 3/8 inch, và phía bên phải này là bộ cần sức lực 1/4 inch. Đây là chiếc cần sức lực 1/2 inch. Chiếc cần sức lực này hiện nay Yato Việt Nam chúng tôi đang phân phối với giá bán lẻ là 440.000. Chiếc này là 419.000. Chiếc cần này thì toàn thân được phủ một lớp sơn rất là bóng, nhìn rất đẹp. Đây là hai chiếc cần sức lực 3/8 inch. Như các bạn thấy thì tất cả sản phẩm của Yato Việt Nam đều có dán tem chính hãng của Yato. Đây chính là tem chính hãng chống hàng giả, đã được Bộ Công an cấp. Tất cả những cần sức lực của Yato Ba Lan đều được chế tạo bằng vật liệu thép hợp kim, có mang là CRV như mọi người thấy như này. Đây là một chất liệu rất là cứng và đã được trải qua cái công đoạn xử lý bằng nhiệt độ cao. Ngoài ra còn được phủ một lớp sơn tĩnh điện nên có độ bền rất là cao, không bị hoen gì. Và đặc biệt là trong quá trình sử dụng thì sẽ không bị tét những cái đầu hoặc là những cái cạnh của cần sức lực như này. Những cái đầu rất là bền. Chúng ta còn nhìn qua tổng thể của cái cần sức lực 1/2 inch. Phần chuôi được thiết kế dưới dạng nhám, rất là dễ cầm. Đây chính là thanh gạt đảo chiều, để đảo ngược lại. Để gạt cái thanh này qua ở giữa, chúng có thể xoay hai bên như này. Về cấu tạo của những cần sức lực này thì hoàn toàn tương đồng nhau, không có nhiều điểm khác biệt. Có khác biệt cũng chỉ là cái kích cỡ của cần sức lực này thôi. Đây là cần sức lực 3/8 inch, nó nhỏ gọn. Đây là cần 1/4 inch, nhỏ hơn cái dòng 3/8 inch. Ở đây mình có những chiếc đầu khọc tương ứng với lại các cần siết lực hiện có ở đây. Đây là chiếc khẩu phải dài 17 mm, khẩu này là khẩu 1/2 inch.
đây cũng là một chiếc khẩu loại dài 19 ly, khẩu này là khẩu 3/8 inch. Mình thì lắp vào, đây là khẩu 1/2. Rất nhẹ nhàng. Đảo chiều này. Tất cả sản phẩm mà dụng cụ cầm tay của Yato Ba Lan thì đều được thiết kế rất là sắc nét và đẹp, độ bền rất là cao. Nhà mình sẽ lắp khẩu 3/8. Đây chính là khẩu 3/8. Tương tự là chiếc cần sức lực 1/4 inch thì bên mình cũng sẽ cung cấp những cái đầu khẩu 1/4. Ở đây mình có một cái đầu nối dài. Cái đầu này là đầu 3/8. Khi nào mà mình muốn nối dài ra thì mình sẽ lắp vào như thế này. Đó. Trong trường hợp mà mình muốn nối dài cái cần sức lực này ra thì mình sẽ lắp vào như thế này. Rất là tiện lợi. Tất cả những sản phẩm này hiện đang có sẵn tại showroom của Yato Tool. Địa chỉ là số 3 cộng 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Các bạn quan tâm sản phẩm có thể comment bên dưới để lại số điện thoại và mình sẽ gọi điện lại hỗ trợ cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.